Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Hưng Yên một ngày có mưa nhưng mà may sao là chiều có gió đúng không ạ? À kia gió về đến đây rồi, gió nhỏ, gió nhẹ. À, trước mặt các bác đây là một chiếc mạch phân tần do bên âm thanh Kim Yêu lắp lên, thiết kế tối đa tối ưu hóa với cấu hình full ram 715 với đa dạng cấu hình và tùy chỉnh được tối đa. À, đa dạng cấu hình tùy chỉnh tối đa. À, mạch phân tần này sử dụng cho bát 40 từ 22 côn 100 hoặc là từ 19 côn 16 hoặc là nhỏ hơn nữa, côn bé hơn nữa cũng được. Và tép thì bé nhất là côn 44 và lớn nhất là côn 100. Đó, tép một côn 100 thì các bác thử biết rồi. Đúng không ạ? Cái mạch này thì bên em hiện tại đang bán với mức giá là 750.000. Đấy. Các bác nhìn này, mạch này không có nhiều linh kiện, quan trọng là cái chất lượng, chất âm của nó khi phát ra. Đấy. Và mạch này thì sử dụng có hai quận cảm, một quận bát và một quận tép. Không có nọc sau nhé, cái này không có nọc sau, không có quận cảm nọc sau đâu, chỉ có điện trở với tụ điện nọc sau thôi. Và đây là bốn con điện trở xứ. Đấy. Một con tụ vàng này, đấy, một con trở đây nữa, một con tụ đen này, đấy, và một trở nhôm. Nhôm vàng 50W 4 ôm. Đấy. À, mạch này thì các bác có thể đánh passive được mà đánh pick up được. Các bác đánh passive để công tắc để trên, còn các bác đánh pick up thì gạt công tắc xuống dưới. Đó, đây cái mạch này các bác nhìn này. Đấy. Mạch của 715 thì là chỉ có 750.000. Đấy. Còn mạch của 725 thì là 900.000, thì nó có thêm một quận cảm đây và một quận tụ nọc sau nữa. Đó các bác ạ. Quận cảm thì nó sẽ lớn hơn quận này. Đó. Đây là quận của loa tép này các bác này. Đấy. Quận cảm của loa tép thì sử dụng dây quấn là 0,8, quận cảm cho loa bass thì sử dụng dây quấn là 1mm. Đó. Điện trở và tụ nọc sau là trở 7W 8 ôm. Đó, tụ là 4,7. Đấy. Và mỗi con trở này thôi em không kể thông số. Các bác nhìn mạch về thích thì tự ra mà mở ra mà xem. Đó. Thì mạch ở bên em có hàn sẵn dây nhá. Dây này dây đồng FC, đồng chất lượng rất là cao này. Đấy, đồng đây là có thông số, đồng có mom tơ này. Đấy. Rồi. Các bác lấy mạch này về lắp vào trong những cái thùng loa của các bác thì xin lưu ý này. Trước khi các bác lắp vào ý, thì các bác nên luồn dây qua trước nhé, xong bắt đầu nó ướm thử cái mạch này vào. Không được thì các bác đặt vào xong là nó hơi nách chéo này đi một tí thì nó sẽ vào, còn không được nữa thì các bác tháo 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 con ốc này ra. Sau đó đưa cái mạch này vào bên trong, sau đó là đặt cố định vị trí cũng như là cái chốt công tắc bằng nhựa này này. Thì các bác đặt chốt vào đằng sau, sau đó là các bác định vị vào bắn ốc. Lưu ý là bắt ốc của công tắc gạt, sau đó là đến ốc của lưu trích thì là sẽ hoàn thành. Lưu ý là các bác là đấy là em sẽ có tem và nhé, các bác đấy là em sẽ có tem cho các bác. À, trong một số trường hợp hết tem thì thôi trừ cho các bác 50. Hết tem trừ cho các bác 50. Tại 50 là các bác mua đâu được cái tem đâu, gọi là vừa bán vừa cho thì tính giá thế thôi. Còn tem bọn em mà đi mua nẻ này chắc phải tầm 70.000 một đôi tem, đùa đâu, đắt lắm. Đấy. Còn các bác mà không thích lấy cái miếng hậu này thì cũng được thôi, thì nhưng em vẫn phải có cái công tăng gạt này hàn sẵn cho các bác, các bác về thích gắn cử thì gắn đó. Còn các bác mà không thích thế thì sẽ trừ đi nguyên cả miếng hậu cũng như công tăng gạt đấy, thì em sẽ thiết kế linh kiện lên test thử ok, sau đó là gửi hàng cho các bác là không có công tăng gạt passive này, không có jack new trick này, các bác về đấy thì là sẽ lại trừ cho các bác được 150 đó, 150 tương đương là 75.000 một cái mạch, một cái miếng hậu sát miền lưu trích của công tác gàn này. Đấy, các bác không lấy thì sẽ trừ cho các bác được 150, vậy là còn 600. 600 là chỉ có mạch thôi, không có lưu trích, không có tăng công tác gàn, thì các bác là về tự thực hành đó. Rồi ok, thì hôm nay là giới thiệu nhanh gọn nhẹ này thôi, test thì trong video clip lần sau, chứ bây giờ là Hưng Yên một ngày mưa gió này. Đấy, mà bây giờ này bác lo rằng ngoài trời test thì cũng không ổn lắm, nên là các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp nhé. 750.000 một đôi mạch phân tần cho 715 này. Còn nếu mà các bác lắp cho 725 thì sẽ có thêm một quận cảm ở đây nữa, có thêm quận cảm đây nữa và có tụ nọc ở đằng sau này. Đấy. Bởi vì mẫu này là thiết kế nên là bát đa năng nhé, bát đa năng thì là không có tụ nọc sau bát đâu. Nếu mà có loại đặc biệt cơ, đấy, tức là ghép theo bè, các bác mà đặt mẫu nào đặc biệt thì em sẽ có cái quận cảm nó sẽ lớn hơn và con tụ nọc sau nữa thì nọc nó sẽ cắt chi tiết hơn. Như này là cắt nó khá là hài hòa, bát niên êm sâu. Đấy, mà nói rõ nét. Đó, tép đánh tí tách, không chết tép. Lưu ý các bác nhé, các bác đánh passive để đấu cộng 2 trừ 2
đánh qua cốt, qua đẩy, cắt phải chính xác trên đẩy. Đấy, các bác phải có RPA để đo. Đấy, còn nếu mà các bác mà không muốn đánh pickup thì các bác gạt passby thì cứ để công tắc ngửa lên trên này. Đấy, để các bác đánh nha. Cộng 1-1 là ra các bác cả tép luôn. Đấy, thì khuyên dùng các bác là vậy. Rồi, thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại các bác nhé. Hẹn gặp các bác trong những video clip lần sau. Thì hôm nay mưa này tính bác loa ra nhưng mà ngại quá. Đấy, tất nhiên một ngày mưa gió.